chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, Chúa toàn năng hàng hồn, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hàng hồn, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hàng hồn, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy mong và nước đã tôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu. Chúa ta thường thương xót chúng con tin các và Chúa. Kinh lạy mau và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu. Như ta thường thương xót chúng con tin các và Chúa. Kinh lạy mau và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu. Như ta thường thương xót chúng con tin các và Chúa. Lạy Cha đấng đầy lòng chắc thật, đấng duy nhất tôn lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xung phạm này quá nhiều, con vẫn tin nát vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin nát vào Cha mà bị thương con. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con không hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng thà rằng trời đất này diễn ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ở cùng một linh hồn tin tan. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là viên đá, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngờ, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước một con tim. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con và giống như một thanh ni tốt. Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lời tâm huyết. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn dâng hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy sẵn sàng bảo vệ trở về gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của mẹ Maria con thân. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi mê lầm ác thần trên thế gian. Xin cho những ai tin phục tinh thần thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thầy và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Được sống, Chúa đã ban tặng con với trái tim từ nhân, con tin than nơi đôi núi càng về năm nào ngài chết treo ta ấp ư ngài đã hiến dâng màu đào để con.
thương. Cha mò từ trái tim cha, buồn chào lạy xóa đi bao, đôi đôi tái sinh đời con. Lòng thương xót Chúa tìm từ nhân, con tin thắng lời Ngài, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong tim con, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi, xin cho con tâm tin lên cả đời. Con nghe Chúa, xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi, đời Ngài là sự sống của con, đời Ngài là ánh sáng đời con, đời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con ăn soi hướng, Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Xin học đoàn cầu tình thần Maria, đang mong nhiệm thương, mong nhiệm thứ nhất, Đức Chúa Giêsu long hồn đổ mồ hôi máu, tại xin cho được an năn tồn nên. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân cha cả xa, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa thứ thân chúa, nhưng không chúng con cho mọi sự chân nam. Mấy chúng mừng Maria, đầy lớn phúc đức chúa trời ở cùng bà. Bà con phúc là ở mọi người nào. Jesus, Maria, Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội.
cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nên cho nghỉ ngơi hàng xem tay mặt thức chúa cho sáng tác vui vẻ vô cùng. Amen. Để sông Maria đưa cho em không thấy tiêu chiếm chế rõ linh hồn Maria. Để sông Maria đưa